Diễm và Thiện Trương xin chào mừng quý vị đã trở lại với đài truyền hình Việt Face TV và chương trình The NQ Show được thực hiện bởi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và NQ Jewelers. Vâng, quý vị khán giả thân mến, lại một tuần mới lại đến và Trúc Diễm và Thiện Trương có cơ hội quay trở lại đây để chia sẻ và cập nhật đến quý vị những mẫu nữ trang rất là mới dành cho cả nam và nữ đến từ hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và NQ Jeweler. Và Thiện Trương thân mến, nhờ Thiện Trương giới thiệu mẫu sản phẩm đầu tiên đến với khán giả nha. Vâng, và để đến với mẫu sản phẩm đầu tiên đó chính là một mặt đeo dây chuyền với mã số là 28228. Thưa quý vị, đây là mặt tượng quan công thưa quý vị, với tổng cân nặng hộp xoàn là 0.26 carat, để được làm từ vàng vàng với tổng cân nặng vàng là 15.24 gram thưa quý vị. Và đây chỉ là mặt đeo thôi nha quý vị, và giá chúng tôi gửi đến cho quý vị cho cái mặt đeo này đó chính là 2.100 Mỹ Kim. Dạ vâng, Trúc Diễm xin phép được nhấn mạnh lại một lần nữa, đó chính là đây chỉ là mặt đeo dây chuyền, không bao gồm sợi dây chuyền đi kèm với cái mặt này. Chúng ta nếu muốn mua sợi dây chuyền thì nó được bán riêng rẻ chứ không bao gồm. Và một cái mã sản phẩm là 28229 cũng là một cái mặt đeo dây chuyền quan công, nhưng mà được làm từ vàng trắng, vàng 18K và được cẩn 0.26 carat kim cương. Và cũng giống như cái mặt màu vàng hồi nãy thì là đây là chỉ là giá trị của cái mặt đeo dây chuyền thôi và không bao gồm sợi dây chuyền. Vâng, và đến mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là mẫu 28152 thưa quý vị. Đây là một sợi dây chuyền vàng trắng, vàng 18 với tổng cân nặng hộp xoàn là 2 carat 32. Đây bao gồm 81 viên hộp xoàn từ 1 ly 9 tới 2 ly thưa quý vị. Và cái sợi dây chuyền này quý vị có thể điều chỉnh theo cái độ dài quý vị muốn, và giá chỉ có là 3.800 Mỹ Kim. Dạ vâng, thì quý vị cũng thấy là Trúc Diễm đang đeo cái sợi dây chuyền này trên cổ, và Trúc Diễm đang mặc một bộ đồ có thể gọi là đi tiệc tối ha, hoặc là đi nhảy đầm, hoặc là đi nhảy đầm, tại vì Trúc Diễm đang đeo cái sợi dây chuyền này theo cái kiểu gọi là choker. Thì tại vì cái sợi dây chuyền này mình có thể cân chỉnh cái độ dài của nó, nếu mà mình nới cái sợi dây ra rất là dễ dàng, mình không cần phải tháo ra tháo vô gì hết, nó có một cái chốt và mình chỉ kéo như kéo sợi dây thôi, mà mình kéo xuống thì mình nó sẽ đi xuống như thế này, thì mình sẽ mặc được những cái bộ đồ khác nhau hơn. Còn hiện tại để phù hợp với cái bộ trang phục mà Trúc Diễm đang mặc thì Trúc Diễm đang đeo theo kiểu choker và nó đang sát cổ của Trúc Diễm rất là phù hợp. Đây là cũng là một cách Trúc Diễm muốn gợi ý, nếu như mà chị em phụ nữ nào đang xem và yêu thích cái sản phẩm này, đây cũng là một cách mà mình khi mà mình đi những cái buổi tiệc tối hoặc là những bar club mình cũng có thể rất là nổi bật. Và vâng, sản phẩm tiếp theo Trúc Diễm xin phép được giới thiệu đó chính là mã sản phẩm 27062, là một đôi bông tai vàng trắng, vàng 18K và được cẩn 0.32 carat kim cương, và cái bao gồm là khoảng 18 viên kim cương được nối lại với nhau, và giá trị của đôi bông tai này là 780 Mỹ Kim. Và quý vị cũng thấy là đôi bông tai này được trải dài về phía trước và phía sau hết sức là tinh tế, bởi sự kết nối xen kẽ giữa đan xen giữa vàng trắng cũng như là kim cương tạo nên cái độ óng ánh, và cái sợi dây ngắn và dài nó cũng tạo nên một cái sự thon thả cho gương mặt của cái người đeo cái đôi bông tai này. Như quý vị khán giả cũng thấy trên tay của Trúc Diễm cũng đang đeo cái đôi bông tai này hết sức là dễ thương. Vâng, và quý vị đừng quên số phone của hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang cũng như The NQ Show, đó chính là 714-839-8885. Hoặc quý vị nào thích mẫu nào, quý vị có thể chụp màn hình lại và gửi về cho số phone là 714-260-1343. Hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang cũng như NQ Jewelers có 4 chi nhánh trong thương xá Phước Lộc Thọ, và NQ Jewelers tọa lạc trên đường Brookhurst và Edinger. Dạ vâng, và sản phẩm tiếp theo Trúc Diễm xin phép được giới thiệu đó chính là sản phẩm với mã số 28145, là một mặt dây chuyền được làm từ vàng trắng, vàng 18K và được cẩn 0.62 carat kim cương, bao gồm 74 viên kim cương tròn và 14 viên kim cương baguette được kết nối lại với nhau, và giá của cái mặt dây chuyền này là 2.080 Mỹ Kim. Và Trúc Diễm cũng muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đó chính là cái giá này chỉ bao gồm cái mặt đeo dây chuyền thôi, không bao gồm sợi dây chuyền mà quý vị đang thấy trên cổ của mannequin đang hiển thị trên màn hình đây. Giá 2.080 Mỹ Kim là giá của mặt đeo dây chuyền chứ không phải là giá của sợi dây chuyền. Mình có thể mua sợi dây chuyền riêng rẻ, và chúng tôi cũng có bán với giá hết sức phải chăng.
Vâng, và giá chúng tôi gửi đến cho quý vị trên chương trình The NQ Show chỉ có trên chương trình này thôi. Và giá này đã bao gồm luôn thuế và free shipping rồi thưa quý vị. Quý vị sẽ không tìm được giá này tại tiệm, cho nên quý vị nếu nào quý vị nào mà muốn mua giá này, quý vị có thể gọi về cho số phone một lần nữa là 714-839-8885 hoặc là text về cho số phone là 714-260-1343 thưa quý vị. Và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là mẫu 28224. Đây là một chiếc nhẫn vàng trắng vàng 18 với tổng cân nặng hộp xoàn là 1 carat 18, được kết hợp với 74 viên hộp xoàn tròn, 12 viên hộp xoàn baguette. Và tổng cân nặng vàng đó chính là 6.08 gram thưa quý vị. Và giá chỉ có là 2.380 Mỹ Kim. Dạ vâng, quý vị cũng thấy là Trúc Diễm đang đeo trên tay cái chiếc nhẫn này đây. Trúc Diễm xin phép được cho quý vị xem qua. Cái chiếc nhẫn này thì thật sự là hết sức là nổi bật. Và tại vì tay, ngón tay của Trúc Diễm khá nhỏ cho nên phải đeo chính giữa. Nhưng mà Diễm nghĩ là ở vị trí chính giữa hoặc là vị trí cái ngón trỏ thì cũng rất là tinh tế, rất là hiện đại, phù hợp với lại chị em nào yêu thích sự tinh tế cũng như là hiện đại và trẻ trung. Và tiếp theo Trúc Diễm xin phép được giới thiệu một sản phẩm mới. Đó chính là mã sản phẩm 28232, là một chiếc vòng tay được làm từ vàng trắng vàng 18K, được cẩn 3.93 carat kim cương và tổng cân nặng vàng là 16.59 gram vàng, bao gồm là 154 viên kim cương tròn được kết nối với 44 viên kim cương baguette, và cái giá của cái lắc tay này là 5.900 Mỹ Kim. Vâng, với 16.59 gram vàng thì cái vòng này rất là nặng thưa quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy là mặt trước Trúc Diễm đang đeo đây là full hộp xoàn, và với những viên hộp xoàn này chúng ta nhìn như là những viên hộp xoàn emerald 1 carat 2 thưa quý vị. Và đằng mặt sau á là rất là dày, cái bảng vàng rất là dày thưa quý vị. Đây, và quý vị nào mà có size tay lớn hơn một tí thì đeo cái này rất là vừa vặn. Còn nếu không thì mình cũng có thể liên lạc với lại NQ Jeweler để điều chỉnh size, để điều chỉnh cái size để theo phù hợp với cái cổ tay của mình. Dạ vâng, và tiếp theo Trúc Diễm xin được giới thiệu một sản phẩm khác, đó chính là vỏ đeo bông tai, thì với mã số là 27995, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn xung quanh sẵn rồi là 0.90 carat kim cương, bao gồm là 68 viên kim cương tròn được kết nối lại với nhau, và cái vỏ này nhận được thêm là 4 ly tới 4 ly 8. Giá của cái vỏ đô bông tai này là 1.900 Mỹ Kim. Vâng, và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là mẫu 28211. Đây là một vỏ nhẫn thưa quý vị, với mã số là 28211, đây được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng cân nặng hộp xoàn là 1 carat 11 đã nhận sẵn trên cái vỏ này, và quý vị có thể nhận vào hộp ở giữa là từ 5 ly 4 cho đến 6 ly. Chiếc nhẫn này đã có 82 viên hộp xoàn tròn và 20 viên hộp xoàn baguette, và giá chỉ có là 1.980 Mỹ Kim. Dạ vâng. Những cái sản phẩm mà vỏ nhẫn hoặc là vỏ bông tai rất là được ưa chuộng, khi mà khán giả xem The NQ Show luôn luôn là hỏi thêm là có nhiều những cái sản phẩm này không. Chính vì vậy mà mỗi một show chúng tôi đều muốn mang đến những cái mẫu mã sản phẩm mới hơn cho cái dòng sản phẩm này. Và vâng, tiếp theo Trúc Diễm xin phép được giới thiệu một sản phẩm với mã số 28191, là một cái mặt dây chuyền kim cương với 18K vàng trắng và được cẩn sẵn là 1.43 carat kim cương, bao gồm 99 viên kim cương tròn, và cái mặt chính giữa là mình nhận được thêm là 5 ly 4 cho đến 6 ly kim cương nữa thưa quý vị. Và cái giá của cái vỏ mặt dây chuyền này là 1.950 Mỹ Kim ạ. Và Trúc Diễm cũng xin phép được nói lại là cái vỏ mặt dây chuyền này chỉ là bao gồm cái vỏ mặt dây chuyền đã có nhận sẵn kim cương rồi, và mình chính giữa mình nhận thêm được kim một cương hộp đơn một nữa. Hộp đơn nữa mà không bao gồm sợi dây nha quý vị. Sợi dây mình mua riêng. Vâng, và quý vị nào muốn xem lại chương trình The NQ Show, quý vị có thể vào trang nhà Facebook của chúng tôi, đó chính là Ngọc Quang Jewelry, hoặc là trang YouTube Ngọc Quang Jewelry. Quý vị vào, quý vị nhớ bấm subscribe và like cho hai trang này, thì mỗi tuần The NQ Show sẽ hiện lên trên trang nhà của quý vị, và quý vị không cần phải chờ lâu hơn nữa.
Dạ vâng, và Thiện ơi, tiếp theo là một sản phẩm gì vậy Thiện? Và tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là mẫu 28203 thưa quý vị. Đây là một vòng bangle nhỏ thưa quý vị, với tổng cân nặng hộp xoàn là 0.89 carat. Đây được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng cân nặng hộp xoàn là 0.89 carat. Và quý vị có thể nhận cái hộp giữa từ 4.8 cho tới 5.4 và đã có 32 viên hộp xoàn tròn nhận sẵn trên đây và giá chỉ có là 1.900 Mỹ Kim. Dạ vâng, rất là nhiều những sản phẩm mà từ nhẫn này, bông tai rồi vòng tay ha, mà mình có thể nhận thêm kim cương để tạo thêm cái điểm nhấn cho cái sản phẩm, cho cái món nữ trang của mình thêm tinh tế hơn. Vì khách hàng của The NQ Show ấy, chị nhiều khi họ đã có cái hộp đơn sẵn rồi, họ đã có cái hộp sẵn của họ rồi thì họ muốn tìm một cái vỏ, thì lúc nào quý vị gọi vào cho chương trình The NQ Show, quý vị cũng nói là cho thêm những cái mẫu mã của vỏ xoàn vào đi, thì chúng tôi đã đáp ứng nhu cầu đó của quý vị và gửi đến cho quý vị những sản phẩm trong những chương trình sắp tới và trong chương trình hôm nay. Mẫu tiếp theo là một chiếc nhẫn được làm từ đá citrine, thì cái mẫu này với mã số là 24529, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được kết 0.42 carat kim cương, và bao gồm chính giữa là một cái viên kim cương, một cái viên đá citrine với cân nặng là 7.33 carat, và xung quanh là những cái viên kim cương nhỏ được kết nối với nhau, bao gồm 54 viên kim cương nhỏ tròn, hạt tròn được kết nối xung quanh cái hạt citrine này, và cái giá của chiếc nhẫn này là 1.200 Mỹ Kim. Và quý vị khán giả cũng có thể thấy trên màn hình, hoặc là quý vị khán giả cũng có thể nhìn thấy trên tay của Trúc Diễm đeo, khá là to với 7 carat 33 thì viên đá citrine này. Nhiều quý vị hỏi là đá citrine mình đeo cho như thế nào, thì đây là một loại đá có thể mang đến tài lộc và may mắn cho quý vị. Đây một loại citrine thì người ta ví như là một loại đá mà để mang đến gọi là prosperity. Có phải đá giống như dạng đá phú quý? Phú quý đúng không? Đúng phong rồi thủy. Mình đeo theo phong thủy đúng không? Đeo theo phong thủy thì rất là hợp với những người mạng hỏa, mạng kim nè. Hoặc là quý vị nào mà yêu thích màu vàng thì đây là một loại đá rất là phù hợp cho quý vị. Đẹp và quá. Quý vị đừng quên số phone của hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang cũng như The NQ Show, đó chính là 714-839-8885. Hoặc trong chương trình này quý vị thích mẫu nào, quý vị có thể chụp màn hình lại và gửi cái hình đó về cho số phone là 714-260-1343. Chúng tôi luôn luôn sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Dạ vâng, và một mẫu sản phẩm tiếp theo cũng là một cái mẫu khá là mới đến từ NQ Jeweler, đó chính là mẫu sản phẩm 24521, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn xung quanh 0.52 carat kim cương, và cái mặt ở chính giữa, cái viên chính giữa là một viên đá mắt hổ với cái carat là 7.16 carat, và những cái viên đá tròn xung quanh là 32 viên đá tròn và kết hợp với 10 viên đá mặt cắt công nương Princess cut. Và cái giá của cái chiếc nhẫn này là 1.250 Mỹ Kim, một cái giá hết sức là phải chăng. Và như quý vị cũng thấy trên màn hình, đá mắt hổ hết, nó tượng trưng cho cái sự mạnh mẽ. Diễm nghĩ là đeo cái này vừa tài lộc mà vừa sức khỏe nữa, tại con hổ nó khá là mạnh mẽ đúng không, cho nên người phụ nữ nào cũng phải kiểu đeo cái này chắc không quyền lực ha. Dạ vâng, thưa quý vị, và đến với mẫu tiếp theo đó chính là mẫu 27392. Đây là một mặt dây chuyền thưa quý vị, với tổng cân nặng hộp xoàn là 0.47 carat. Đây là được làm từ vàng vàng thưa quý vị, và giá chỉ có là 3.280 Mỹ Kim. Trên cái mặt dây chuyền này quý vị đã thấy là đang có một viên đá tourmaline xanh thưa quý vị, và cái dây chuyền này là luôn dây nha chị nha. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị là cái dây này luôn gửi kèm theo cái sợi dây chuyền này, và giá đã có luôn dây, và dây này là 6.25 gram vàng. Đây là làm vàng từ vàng Ý với hai tô màu là màu vàng hồng và vàng trắng thưa chị. Và một cái điều đặc biệt của cái sợi dây này là nó được là gia công thủ công tại Ý. Vâng, và cái hộp đá là 10 carat 59. Đây là một hộp viên đá green tourmaline rất là to thưa quý vị. Vâng, nếu mà mình tưởng tượng đến những cái buổi mà dạ tiệc, dạ vũ trong những cái bộ phim Hollywood, thì Diễm nghĩ là đá tourmaline được sử dụng khá là nhiều, đặc biệt là trên cổ của các minh tinh màng bạc. Nó đem lại cái sự thanh lịch và cổ điển cho cái người đeo cái viên đá này, mà lại càng hết sức sang trọng. Nên chị em nào mặc áo dạ hội cổ đỗ
hoặc là kể cả những cái áo cổ cao mình đeo cái sợi dây chuyền này bên ngoài để là làm cái điểm nhấn, mình có thể mặc những cái bộ trang phục mà cổ cao tối màu. Và mình có thể đặt luôn là cái đôi bông tai một viên đá tourmaline. Nếu mà mình thích và cùng cái mặt vuông đó, thì cái đó thì quý vị phải gọi vào số điện thoại của Anguille Jeweler. Đó chính là 714-839-8885. Hoặc quý vị có thể text về cho số phone là 714-260-1343 thưa quý vị. Vâng, và món tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một mặt dây chuyền với mã số là 07949 thưa quý vị. Đây là mặt dây chuyền được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng cắt nào hộp xoàn là 0.38 carat với cái viền ngoài, và những viên đá ở trong đó là chính là những viên đá aquamarine thưa quý vị, với tổng cân nặng hộp xoàn tổng cân nặng cho đá là 2 carat 90, và giá chỉ có là 880 Mỹ Kim cho cái mặt dây chuyền này. Và một lần nữa chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị là đây chỉ là một mặt dây chuyền thôi, chúng tôi không kèm theo cái sợi dây chuyền nha quý vị. Và quý vị có thể gọi vào cho số phone là 714-839-8885 hoặc số phone 714-260-1343 nếu quý vị có thắc mắc nào về sản phẩm trên chương trình The NQ Show. Có thể thấy là ngày hôm nay The NQ Show giới thiệu đến quý vị khán giả rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm, những cái mẫu mặt đá, rất là nhiều màu sắc, giống như mà cái sản phẩm đá aquamarine, cái mặt dây chuyền mà Thiện vừa mới gửi đến, Trúc Diễm thấy là một cái màu xanh hết sức là đẹp luôn. Và những chị em nào mà mạng thủy. Vâng, và Trúc Diễm và Thiện Trương cũng muốn nhấn lại một lần nữa, đó chính là những cái mặt dây chuyền mà chúng tôi giới thiệu trên chương trình, thì nếu mà mặt dây chuyền nào mà có bao gồm đi kèm với sợi dây chuyền thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ rõ ràng hơn. Chúng tôi rất là tiếc khi mà nếu như mà có gây nên sự hiểu lầm nào đó đến với khán giả đang xem chương trình. Và sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là mã sản phẩm 06417 là một đôi bông tai được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn xung quanh là 0.20 carat hộp xoàn tròn, và cái đá ở chính giữa của cái đôi bông tai này là đá lemon quartz, đá lemon, và cái carat là 20.36 carat, và giá của đôi bông tai này là 920 Mỹ Kim. Như quý vị cũng thấy trên màn hình là những viên đá lemon quartz này hết sức là lớn, mà cái độ phản chiếu hết sức là đẹp luôn, mà mình có nhìn thấy cái màu vàng xen kẽ lấp lánh. Cái này chắc ai mệnh kim cũng khá là hợp, nhưng mà Diễm thấy thôi, nếu mà mình đeo theo mạng là một cái, nhưng mà mình thích màu thì màu nào mình cũng mua hết trơn á. Vâng, đúng rồi thưa quý vị. Và bây giờ chúng tôi sẽ lược lại những thông tin của những sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là mẫu 28228. Đây là mặt dây chuyền vàng vàng hình quan cong thưa quý vị, với tổng cân nặng hộp xoàn là 0.26 carat với giá là 2.100 Mỹ Kim. Vâng, và mặt dây chuyền quan cong này sẽ không bao gồm dây. Tiếp theo cũng là mặt dây chuyền quan cong với mã số 28229 và được làm từ vàng trắng vàng 18K. Mặt dây chuyền này cũng với giá là 2.100 Mỹ Kim. Mặt dây chuyền không bao gồm dây. Sợi dây chuyền cho nữ quý vị với mã số là 28152 với giá là 3.800 Mỹ Kim. Dạ vâng, và tiếp theo là một đôi bông tai với mã số 27062 và với giá trị là 780 Mỹ Kim. Mặt dây chuyền tiếp theo với mã số 28145, giá trị là 2080 Mỹ Kim, và đây chỉ là mặt dây chuyền only. Dạ, không bao gồm dây nha quý vị. Tiếp theo đó chính là một chiếc nhẫn kim cương với mã số là 28224 với giá là 2380 Mỹ Kim. Vòng bangle xoàn với mã số 28232 với giá là 5.900 Mỹ Kim. Vỏ đôi bông tai với mã số là 27995 và với giá là 1.900 Mỹ Kim. Vỏ nhẫn xoàn với mã số là 28211 với giá là 1.980 Mỹ Kim. Vỏ mặt dây chuyền với mã số 28191 với giá 1.950 Mỹ Kim, và chính giữa mình có thể nhận thêm 5 ly 4 cho tới 6 ly. Vỏ bangle xoàn với mã số là 28203 với giá là 1.900 Mỹ Kim, và hộp ở giữa quý vị có thể nhận từ 4 ly 8 cho tới 5 ly 4. Một chiếc nhẫn với mã số là 24529 được chính giữa là một cái viên đá citrin nha quý vị, và giá của cái chiếc nhẫn này là 1.200 Mỹ Kim.
một chiếc nhẫn đá mắt hổ thưa quý vị, với mã số là 24521 với giá là 1250 Mỹ kim. Mặt dây chuyền đá tourmaline với mã số là 27392 và cái mặt dây chuyền này có bao gồm luôn sợi dây rất là đẹp luôn quý vị. Và giá của mặt dây chuyền và sợi dây này có giá là 3280 Mỹ kim. Mặt dây chuyền với mã số 07949 thưa quý vị, đây là một mặt đá aquamarine, giá là 880 Mỹ kim không kèm theo dây thưa quý vị. Dạ vâng, và sản phẩm cuối cùng đó chính là một đôi bông tai đá lemon quartz với mã số là 06417 và giá của đôi bông tai này là 920 Mỹ kim. Vâng, Thiện Trương và Trúc Diễm xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình The NQ Show và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.